cái thể nè, có nè, mỗi người sẽ một cái cục lớn hoặc cục nhỏ. Cái nhà đó nó sẽ có chỗ lớn và có sổ nhỏ. Linh đang không có chưa? Nhật Linh đi lên sẽ có. Ok, Nghĩa đi lên sẽ có. Ok rồi, bây giờ nha, muốn xây một căn nhà, mẹ muốn xây một căn nhà giống như mấy chị mấy con nhìn như vậy, mình có thể xây được một căn nhà không? Dạ được. Ok, mấy con có thể sắp thể hình nhiều hình như vậy. Còn mấy con có thể làm được một căn nhà không? Mấy con chéo lên, mấy con có thể làm như vậy. Cũng được, cũng là một cái căn nhà. Có cái cửa đây, là cái cửa, phải không? Cái cửa để mình đi vô, đi ra, ok, ví dụ. Ok, ví dụ như mấy bạn con xây căn nhà đó, phải không? Ok, thì mèo con vẫn có thể ở được. Ok, hello, xây nhà cho mình nha. Bây giờ mấy con xây nhà cho mấy con đi. Ok, bây giờ người nào muốn đặt cái cây xuống trước. Ok, bây giờ cô Thảo nghĩ mấy cô Thảo để trước này nha. Ok, cô Thảo để như vậy. Rồi, cô Thảo mời một bạn nữa. Mấy con tự xây nhà đi, mỗi người chỉ xây được một cái thôi, bỏ vô một cái thôi. Ngồi vô xây lên một căn nhà đi. Ngồi vô, lấy vai xây xong một căn nhà đi. Phải có đủ nha, nếu mà không có đủ thì không thành căn nhà. Ai design cái nhà nè? Dạ. Dạ. Nhà là có cửa, có cái mái để che nắng cho mưa không? Mấy con để vô rồi, mấy con đi ra thử ra nhà xong chưa? Nghĩa xong chưa? Xây xong chưa? Xong hả? Bên này xong hả? Giỏi quá vậy. Ok, bên này muốn kiếm con mèo hả? Mèo nó đang ở trong nhà không? Con mèo nó đứng ở đây thôi. Bữa nay con mèo nó nghịch lắm, con mèo để nó lên đây nó ngồi. Nó không đứng nữa là nó ngồi. Con mèo nó ngồi, nó không đứng nữa, nó ngồi. Nó nhìn bên này nữa nè. Ha bên đi. Ngồi. Xong chưa? Cái nhà xong chưa? Bé Levi, con Nhi, con bỏ vô để xây thành cái nhà cái. Bỏ vô. Bỏ vô. Đâu? Rồi, hay quá ta, nhà ngổ ta. Cửa ở đâu? Cửa ở đâu? Cửa vô đó. Ok, cô Thảo phải nhờ con mèo này tới để con mèo nó vô nhà nữa không? Ok. Xong nhà rồi. Để lên. Để đâu? Cửa nào? Ta nhà thiên hà đó hả? Phải thiên hà không? Phải không? Có cái lầu luôn. Phải thiên hà không? Xong chưa? Ôi con chú mèo này nó phải chờ lâu quá. Nên lên đọc có nghĩa là nó chờ. Xong chưa?